Tây, vỏ tây, đây là hai loại bánh trung thu cùng nhãn hiệu. Bốn, đây là hộp bốn bánh. Thập cẩm gà quay, khoai môn, đậu xanh. Và cái gì đây nữa? Và liên là thập cẩm hai trứng. Thập cẩm gà quay. Rồi bây giờ mình qua bên đây mình khám phá thử nó có khác gì không? À, qua đây xem thử có cái hương vị tôm dung hải sản là khác nè. Thập cẩm gà quay, thập cẩm hai trứng là trùng nhau rồi, khoai môn cũng trùng nhau, có hạnh nhân phô mai Việt Quốc Hoa Kỳ và đậu xanh chay, có đậu xanh chay nữa.